mẹ Triệu Lộ Tư lộ diện cạnh con gái, đẹp thế nào mà khiến dân tình suýt xoa vì ghen quá đỉnh. Trong 2 năm trở lại đây, tên tuổi của Triệu Lộ Tư ngày càng trở lên nổi tiếng, đặc biệt, nhờ thành công của Tinh Hán Xán Lạn, cô nàng đã vươn lên top đầu trong dàn tiểu hoa lứa 95. Ở dự án cổ trang hợp tác cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư có duyên trở thành con gái của nữ diễn viên Tăng Lê, mối duyên này được tiếp tục ở dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu. Sau 2 lần hợp tác ở Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu, mẹ con Triệu Lộ Tư và Tăng Lê luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Mới đây, cả hai đã cùng nhau tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy. Không thể phủ nhận được rằng, dù ở trên phim hay ngoài đời, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư đều sở hữu ngoại hình khiến bao người ngưỡng mộ. Thậm chí, có nhiều cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư và Tăng Lê giống như mẹ con ngoài đời, vì vi rủa quá giống nhau. Một người đẹp mặn mà quyến rũ, người còn lại thì trẻ trung đáng yêu. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi màn hợp tác của hai mẹ con ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Tăng Lê và Triệu Lộ Tư thân thiết thật đó, đóng mẹ con trong 2 bộ phim luôn. Nhan sắc hai mẹ con quá đỉnh, nhìn bên ngoài lại tưởng người một nhà thật ấy chứ. Niệu Niệu và mẹ đều xinh xắn trẻ trung quá nha, Tăng Lê keo thật đấy, nét đẹp mặn mà đằm thắm ghê, lựa diễn viên khéo thật đó, nhìn y như hai mẹ con ruột ngoài đời vậy. Hai chiếc nhan sắc này đúng là không biết dùng từ nào để khen nữa, mong chờ màn hợp tác ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Khán giả đang vô cùng mong đợi được thấy hai mẹ con Tăng Lê và Triệu Lộ Tư lần nữa hợp tác ở dự án phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Em gái Triệu Lệ Dĩnh bị ghẻ lạnh vì bắt chước Ngu Thư Hân nhưng không thành công. Tuy diễn xuất không được đánh giá cao, thế nhưng Dương Siêu Việt lại được yêu thích nhờ sở hữu ngoại hình ngọt ngào đáng yêu, thậm chí cô nàng còn được gọi là em gái Triệu Lệ Dĩnh vì có vẻ ngoài khá giống đàn chị. Trong lứa tiểu hoa 95 của Cbiz, Dương Siêu Việt cũng là cái tên gây rất nhiều tranh cãi. Mới đây, Dương Siêu Việt bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Theo đó, khi tham gia chương trình Sự Chiến Đấu Xinh Đẹp, cô nàng đã được yêu cầu đọc lại lời thoại của nhân vật Hoa Lan nhỏ do Ngô Thư Hân thể hiện ở Thương Lan Quyết. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô nàng không đọc câu thoại với biểu cảm và thái độ quá lố. Nhiều khán giả sau khi xem xong chương trình cho rằng Dương Siêu Việt đang cố tình giả vờ đáng yêu nhưng thất bại và đem đến cảm giác buồn nôn. Thậm chí, có ý kiến cho rằng cô em gái Triệu Lệ Dĩnh muốn cái nhiệt của Ngô Thư Hân để tạo đề tài cho bản thân. Ngay khi phải nhận vô số gạch đá từ phía cư dân mạng, Dương Siêu Việt đã lên tiếng đáp trả cực gắt, buồn nôn là việc của bạn, đừng ngang nhiên cho rằng người khác có vấn đề, nếu bạn bị bệnh thì nên đi viện đi, Internet không thể chữa được bệnh buồn nôn đâu, nữ diễn viên đáp trả. Dương Siêu Việt debut với tư cách thần tượng, sau đó chuyển hướng sang làm diễn viên. Mới đây nhất, bộ phim Trọng Tử do cô nàng đóng chính được lên sóng, nhưng bị chê bai rất nhiều, diễn xuất của Dương Siêu Việt trên màn ảnh đến nay vẫn chẳng hề được cải thiện, khiến dân tình ngán ngẩm. Hiện tại khán giả đang vô cùng lo lắng cho số phận của dự án cổ trang tiên hiệp Bảy Kiếp May Mắn do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính. Dương Tử chuẩn bị quay lại Thanh Trâm Hành mà không cần thù lao. Thanh Trâm Hành là bộ phim Dương Tử đóng cùng Ngô Diệc Phàm từ năm 2019. Mặc dù đã hoàn tất hậu kỳ nhưng phim không thể lên sóng vì nam chính bất ngờ vướng vào ồn ào chấn động. Sau khi Ngô Diệc Phàm lĩnh án tù, Thanh Trâm Hành cũng theo đó mà bị đắp chiếu vô thời hạn, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên mới đây, nhiều nguồn tin khẳng định Dương Tử đang chuẩn bị quay lại bộ phim này, thậm chí còn không nhận thù lao. Lý do là bởi nếu phim không được phát sóng, các nhân viên trong ekip cũng sẽ không được trả tiền. Điều này đã tác động đến Dương Tử và có thể nàng Tiểu Hoa sẽ chấp nhận đóng lại một số phân cảnh không cần cắt xê. Thông tin này khiến người hâm mộ khá vui mừng. Thanh Trâm Hành là bộ phim nhận số tiền đầu tư không nhỏ, kịch bản cũng được nhận xét là mới lạ và có khả năng bạo. Về phía nam chính, đoàn phim có ý định dùng kỹ thuật AI để thay đổi gương mặt Ngô Diệc Phàm, nhưng lại từ bỏ vì sợ làm ảnh hưởng đến chất lượng phim. Lâm Canh Tân chính là nam diễn viên được đồn đại sẽ cùng Dương Tử quay lại Thanh Trâm Hành. Thanh Trâm Hành xoay quanh chuyện yêu hận tình thù của nữ hoạn quan Hoàng Tử Hà. Trong khi sống trong cung, không ngờ cô nàng lại gỡ ra một đại án kinh tâm động phách của vương triều đại đường năm ấy. Theo như dự kiến, phim đã được lên sóng từ hè năm 2021, nhưng ồn ào xảy ra khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Đình như Tiêu Chiến, biến cảnh quay hỏng thành cực phẩm hot nhất phim. Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến sau khi phát sóng những tập đầu tiên đã nhận được phản hồi tích cực của khán giả, lượng người xem tăng đều qua mỗi tập phim, cùng những lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Tiêu Chiến. khẳng định nam diễn viên đã thực sự được khán giả công nhận. Trong tập 78 mới phát sóng gần đây, khán giả phát hiện có hình ảnh chú bướm lọt vào khung hình, có thể thấy rõ sự bất ngờ của Tiêu Chiến, nên đây chắc chắn là chi tiết vô tình, không chuẩn bị trước của đoàn phim. Sự xuất hiện của chú bướm không những không gây hại mà ngược lại còn rất phối hợp với diễn xuất của nam chính, giúp cảnh quay nhận được nhiều lời khen của khán giả. Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp trường hợp này. Người hâm mộ tổng kết lại thấy rằng Nam Đỉnh Lưu cũng đã diễn cùng bướm trong bộ phim Vương Bài và thu được hiệu ứng tốt. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến nhanh chóng trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu Cbiz. Vùng biển trong mơ ấy là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng của nam diễn viên. Không phụ sự mong chờ, phim được đánh giá tốt cả về mặt kịch bản lẫn tạo hình và diễn xuất. Vùng biển trong mơ ấy là câu chuyện về sự trưởng thành của những thanh niên sống ở thập niên 70 của thành phố Bắc Kinh. Phim cũng xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu thú vị của Tiêu Xuân Sinh và Đồng Tiểu Mai. Hiện phim đang được chiếu trên đài CCTV8 và hứa hẹn còn nhiều tình tiết thú vị phía trước. Có xuất phát điểm thấp hơn, Triệu Lệ Dĩnh giờ khiến cả Dương Mịch và Lưu Diệc Phi phải xấu hổ. Trong dàn tiểu hoa lứa 85 của Cbiz, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là những cái tên nổi bật nhất về mọi mặt. Họ cũng được biết đến là đối thủ của nhau và thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Tuy có xuất phát điểm thấp hơn, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại đang dần vươn lên, lấn lướt cả Dương Mịch lẫn Lưu Diệc Phi. Theo đó, mới đây cư dân mạng đã tổ chức cuộc bình chọn top sao nữ có nhiều phim bạo nhất và sao nữ đứng đầu nhóm tiểu hoa 85. Bất ngờ thay, Triệu Lệ Dĩnh là cái tên đứng đầu trong cả hai bảng xếp hạng này và bỏ xa các đối thủ có tên trong danh sách. Cụ thể, ở top sao nữ có nhiều phim bạo nhất, Triệu Lệ Dĩnh được 46.000 lượt bình chọn, trong khi đó Dương Mịch chỉ được 15.000 lượt bình chọn, Lưu Diệc Phi 3.067 lượt bình chọn. Ở bảng sao nữ đứng đầu lứa 85, Mỹ Nhân Gió Thổi Bán Hạ được 79.000 lượt bình chọn, Lưu Diệc Phi 11.000 lượt bình chọn và Dương Mịch là 7.169 lượt bình chọn. Nhiều người bày tỏ họ không quá bất ngờ với thứ hạng này, bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, cả danh tiếng và lưu lượng của Triệu Lệ Dĩnh đều rất cao. So với Dương Mịch và Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh có xuất phát điểm thấp hơn, nổi tiếng muộn hơn. Tuy nhiên, kể từ sau thành công của Lục Trinh Truyền Kỳ, nàng tiểu hoa 85 liên tục có phim bạo như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Chuyện, Minh Lan Chuyện. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn được nhận xét là sao nữ có diễn xuất tốt nhất dàn lưu lượng nữ lứa 85. Bên cạnh đó, sự nghiệp diễn xuất của cô nàng cũng rất thành công, với hai bộ phim đánh dấu bước chuyển hình là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng được đề cử thị hậu Bạch Ngọc Lan, trong khi Dương Mịch và Lưu Diệc Phi trắng tay. Nhiều khán giả nhận định rõ ràng ở thời điểm này, Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng ở vị trí top 1 lứa tiểu hoa 85. Dân tình sửng sốt với màn lột xác của bạn gái Tiêu Chiến sau 2 năm hẹn hò, còn ai bảo không xứng đôi. Năm 2021, dự án cổ trang Ngọc Cốt Dao đánh dấu màn hợp tác đầu tiên của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn được khai máy. Đến nay, dù vẫn chưa được lên sóng, thế nhưng đây vẫn là một trong những bộ phim được khán giả cực kỳ mong đợi. Sau 2 năm kể từ khi khai máy Ngọc Cốt Dao, Nhậm Mẫn đã có màn lột xác khiến dân tình sửng sốt. Còn nhớ ở thời điểm Ngọc Cốt Dao mới được khai máy, Nhậm Mẫn từng bị nhận xét là không xứng với Tiêu Chiến. Nguyên nhân là bởi nhan sắc của cô nàng được xếp vào hàng phụ nữ, tức nhan sắc phổ thông, không có điểm đặc biệt. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn sẽ khó tạo phản ứng hóa học vì chênh lệch ngoại hình quá lớn. Thế nhưng thời gian gần đây, Nhậm Mẫn đã khiến dân tình choáng ngợp với màn thay đổi của mình. Không chỉ giảm cân thành công, cô nàng còn thay đổi gu ăn mặc, cách trang điểm khác hẳn trước đây. Nhan sắc ngày càng lên hương của Nhậm Mẫn nhận được vô số lời khen ngợi của công chúng. Mới đây, nàng người tình màn ảnh của Tiêu Chiến đã leo lên top 3 hot search vì nhan sắc xinh đẹp. Đâu chỉ đẹp ở ngoài đời, Nhậm Mẫn còn được khen ngợi hết lời vì tạo hình cổ trang trong phim mới. Theo đó, cách đây không lâu, cô nàng đã trở thành nữ chính của dự án phim Trường Nhai Trường, hợp tác cùng Trương Vãn Ý. Tạo hình cổ trang của mỹ nhân này được khen ngợi là xinh đẹp hơn hẳn thời đóng Ngọc Cốt Dao cùng Tiêu Chiến. Sự thay đổi của Nhậm Mẫn về khoản ngoại hình được công chúng vô cùng ủng hộ. Vốn có diễn xuất tốt lại thêm nhan sắc ngày càng lên hương, cô nàng được đánh giá là một trong những đối thủ khó nhằn của dàn tiểu hoa lứa 95 như Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân, Tống Tổ Nhi. Có nguồn tin cho biết, bộ phim Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính sẽ lên sóng vào tháng 8 này. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.